Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định ngày 7 tháng 12 năm 2019. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Nội dung được cử tri toàn tỉnh quan tâm trong ngày làm việc cuối cùng đó là phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với người đứng đầu các sở ngành và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau 3 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Sự tích cực đổi mới cùng tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã được các cử tri ghi nhận, đánh giá cao. Sáng nay ngày 7 tháng 12, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục ngày làm việc thứ 3, ngày làm việc cuối cùng. Nội dung được cử tri toàn tỉnh quan tâm trong ngày làm việc cuối cùng đó là phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với người đứng đầu các sở ngành và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chất vấn tập trung vào nhiều vấn đề được cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm. Dự kỳ họp có đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể trong tỉnh. Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Lê Quang Minh, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Trực Ninh chất vấn trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư về việc chậm tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh như nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1, dự án khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, dự án đầu tư xây dựng đường trục phát triển và dự án bệnh viện đa khoa quy mô 700 giường. Dự án đầu tư xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Theo đó, thời gian thực hiện giai đoạn 1 từ năm 2017 đến năm 2020. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ thực hiện dự án được đánh giá là còn chậm. Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình. Nguyên nhân chính chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng và cả hai huyện, huyện Ý Yên và huyện Nghĩa Hưng đều chậm. Trong đó thì công tác giải phóng mặt bằng của huyện Nghĩa Hưng còn chậm hơn huyện Yên. Trong nội dung kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 do Ủy ban tỉnh trình tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh, phần nhiệm vụ giải pháp có nêu tiếp tục thực hiện dự án bệnh viện đa khoa quy mô 700 giường để làm địa điểm di chuyển bệnh viện đa khoa tỉnh. Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn chưa được triển khai tiếp. Vào tháng 12 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản báo cáo với Chính phủ về xin phép là điều chỉnh từ cái chức năng bệnh viện trung tâm vùng thành bệnh viện đa khoa của tỉnh và điều chỉnh nguồn vốn thực hiện các cái khối lượng hạng mục còn lại là tự ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Vì bây giờ chúng ta chuyển chức năng thì những cái hạng mục và cái công năng sử dụng nó quá khác nên cũng phải điều chỉnh lại. Cộng thêm một số cái tiêu chuẩn chúng ta duyệt cái dự án này từ lâu rồi thì bây giờ nó không còn phù hợp để là chúng ta phải điều chỉnh cho nó phù hợp. Dự án nhà máy nhiệt điện được tổ chức trao giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 7 năm 2017. Nhưng đến nay chủ đầu tư chưa triển khai xây dựng. Dự án khu công nghiệp dệt may Rạng Đông đã khởi công xây dựng từ tháng 4 năm 2017. Giai đoạn 1 là hoàn thành vào năm 2018. Nhưng tiến độ rất chậm. Đến nay giá trị vốn đầu tư thực hiện mới chỉ đạt khoảng 38% của tổng vốn đầu tư đăng ký của giai đoạn 1. Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1. Duy nhất đến hiện nay thì còn một vấn đề nữa là hợp đồng mua bán và cung cấp mua bán và vận chuyển than cung cấp cho nhà máy thì đến hiện tại chưa xong do thiếu hụt nguồn than nội địa. Trước đây thì chính phủ đã chỉ đạo tập đoàn than khoáng sản Việt Nam cam kết là đảm bảo cung cấp nguồn than nội địa cho dự án. Tuy nhiên đến đầu năm 2019 thì tập đoàn than khoáng sản Việt Nam có báo cáo là thiếu hụt nguồn than nội địa cho nên cần phải đàm phán lại. Thì dự kiến thì dự án sẽ sớm được khởi công cho năm 2020. Dự án kinh doanh và xây dựng kinh doanh hạ tầng khu nghiệp dệt may Rạng Đông. Việc chậm tiến độ thì thưa quý vị là có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân chính là do chủ đầu tư chưa tập trung huy động mọi nguồn lực để tiến hành triển khai dự án theo đúng tiến độ của giấy chứng nhận đầu tư đã do Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp.
lo ngại trước tình trạng nhiều chủ đầu tư, doanh nghiệp, hộ sản xuất chưa quan tâm đến việc đầu tư xây dựng các công trình, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, dẫn đến tình trạng xả nước thải chưa qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường. Đại biểu Trịnh Minh Đức chất vấn Sở Tài nguyên và Môi trường về trách nhiệm và giải pháp khắc phục. Theo báo cáo của ngành chức năng thì phần lớn các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh đều có hồ sơ pháp lý về môi trường và đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, trên thực tế thì rất nhiều chủ đầu tư, doanh nghiệp cũng như hộ sản xuất chưa quan tâm đến việc đầu tư xây dựng các công trình, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng hồ sơ về môi trường đã được phê duyệt, dẫn đến tình trạng xả nước thải chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đảm bảo quy định, đổ trộm chất thải rắn làm ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong dư luận. Trước hết là trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thì phải thực hiện cái việc bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật và phải thu gom xử lý rác thải, phải xử lý nước thải nếu có phát sinh nước thải, và khi thải ra môi trường thì phải đạt tiêu chuẩn quy định của nhà nước. Cái thứ hai là về trách nhiệm của Sở Tài nguyên Môi trường thì chúng tôi là cái cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong cái lĩnh vực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Thì trách nhiệm là tuyên truyền rồi hướng dẫn rồi cấp thủ tục về môi trường theo ủy quyền và tham mưu cho Ủy ban tỉnh phê duyệt các thủ tục về môi trường thuộc thẩm quyền Ủy ban tỉnh và theo dõi cái việc thực hiện rồi thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm. Lĩnh vực nông nghiệp nông thôn cũng được nhiều đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm chất vấn tại kỳ họp lần này. Trọng tâm tập trung vào các nội dung tái đàn trong điều kiện dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết giải pháp nào để tái đàn phát triển chăn nuôi, đồng thời ngăn chặn sự bùng phát trở lại của dịch tả lợn châu Phi và đảm bảo nguồn cung ứng thịt lợn cho nhu cầu của thị trường. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã ban hành văn bản số 1161 về việc hướng dẫn quản lý tái đàn lợn, trong đó đã quy định cụ thể về điều kiện tái đàn trên nguyên tắc đó là thận trọng, đảm bảo an toàn, có sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền, cơ quan thú y và người chăn nuôi, có lộ trình phù hợp với từng cơ sở chăn nuôi, từng địa phương, và người chăn nuôi muốn tái đàn thì phải đăng ký về số lượng, chủng loại, cam kết thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và phải được sự đồng ý của địa phương. Các sản phẩm OCOP đã được công nhận, đánh giá xếp hạng là một sự nỗ lực cố gắng cao của các ngành các cấp, trong đó có vai trò của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Kết quả triển khai thực hiện chương trình này giai đoạn 2018-2020 là chúng ta tập trung hướng chủ yếu vào cái việc là hỗ trợ, hướng dẫn, hoàn thiện, nâng cấp, phát triển các cái sản phẩm OCOP hiện có. Và theo kế hoạch hết năm 2020 ấy, thì chúng ta phấn đấu có khoảng độ 160 sản phẩm OCOP. Thì 160 sản phẩm này là sản phẩm chúng ta đã rà soát mà chúng ta có trách nhiệm là hoàn thiện, nâng tầm lên. Hơn 10 lần ý kiến tập trung vào 7 nhóm vấn đề liên quan đến tiến độ các dự án công trình trọng điểm, vấn đề xử lý môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và khu vực nông thôn, việc thực hiện tái đàn trong chăn nuôi, đặt tên đường phố, vấn đề về vệ sinh an toàn lao động, an sinh xã hội và dạy tiếng Anh tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Các nội dung chất vấn đều là những vấn đề mang tính thời sự, được cử tri quan tâm. Có nội dung được chất vấn nhiều lần với sự trả lời của người đứng đầu các sở ngành và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, cho thấy các đại biểu đã truy vấn đến cùng các vấn đề cử tri quan tâm. Các ý kiến trả lời chất vấn đều nêu rõ những tồn tại và giải pháp khắc phục. Đây là cơ sở để các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri giám sát việc thực hiện sau kỳ họp này. Sau 3 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua 21 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội ở các địa phương. Sau phần chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Trong đó khẳng định, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng, gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp và đời sống nhân dân.
song dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các ban đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ của cử tri. Kinh tế xã hội năm 2019 của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. 18 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 8,86%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ. Năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Tỉnh Nam Định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế xã hội. Một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020: triển khai xây dựng và quản lý tốt quy hoạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp và thu hút đầu tư, tập trung triển khai các bước lập quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045 có chất lượng cao, có tính bền vững và có tầm nhìn dài hạn, tổ chức công khai thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt để thu hút đầu tư, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh, đẩy mạnh hoạt động cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với nhiều thủ tục ở mức độ 3, mức độ 4. Nghiên cứu để triển khai các bước, các nội dung của dự án đô thị thông minh trên địa bàn toàn tỉnh. Hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng các khu cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, hoàn thành các thủ tục để khởi công xây dựng hạ tầng các khu cụm công nghiệp, tích cực kêu gọi đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp theo quy hoạch đã được duyệt theo hình thức xã hội hóa. Tập trung hỗ trợ công ty cổ phần tập đoàn đầu tư phát triển Trường An hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng tổng kho và cảng nhập khẩu xăng dầu tại cửa Lạch Giang, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu để dự án sớm được triển khai thực hiện, góp phần tạo ra nguồn thu lớn và phát triển kinh tế của tỉnh. Đổi mới hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư và tổ chức các hội nghị gặp mặt trao đổi đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư theo hướng tiếp cận theo các ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh. Tiếp thu kiến nghị của cử tri và chất vấn của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giải trình làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm, trong đó có việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, vấn đề nước sạch nông thôn, việc xây dựng khu cụm dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất, công tác hỗ trợ kinh phí cho hộ chăn nuôi bị thiệt hại bởi dịch tả lợn châu Phi, việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc tài sản công. Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, đồng chí Trần Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành xem xét, thảo luận, đóng góp các ý kiến vào các bản báo cáo, tờ trình, đề án của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất nhận định, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, bên cạnh những thuận lợi, cũng có những khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, kinh tế xã hội năm 2019 của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Tỉnh Nam Định vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng 3 và được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đánh giá cao tinh thần thẳng thắn nhìn nhận của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc đề ra các giải pháp khắc phục. Kỳ họp đã xem xét báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 9 đến nay và qua báo cáo giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cho thấy cơ bản kiến nghị của cử tri đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Có những kết quả cụ thể, còn một số ít vấn đề đang được các cấp các ngành tập trung giải quyết. Kỳ họp đã tiến hành phiên thảo luận và phiên chất vấn. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và thống nhất các giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020, đồng thời đóng góp ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện giám sát trực tiếp qua hình thức chất vấn lãnh đạo Ủy ban tỉnh và Thủ trưởng các ngành có liên quan về các vấn đề được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn rõ ràng thẳng thắn. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ cầu thị, nghiêm túc trả lời các câu hỏi chất vấn,
cơ bản giải trình làm rõ các nội dung mà đại biểu Hội đồng Nhân dân nêu ra, tạo không khí làm việc dân chủ thẳng thắn, cởi mở, trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng của kỳ họp. Sau kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ có thông báo nội dung phiên thảo luận và phiên chất vấn để gửi tới Ủy ban Nhân dân, các cơ quan đơn vị để triển khai thực hiện. Trước đó, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đã thảo luận thống nhất và biểu quyết thông qua 21 nghị quyết. Trong đó đáng chú ý là nghị quyết về quyết định dự toán thu chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2020. Nghị quyết về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức xã hội, chỉ tiêu giáo viên hợp đồng năm 2020. Nghị quyết thông qua quy hoạch tạm thời giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Nghị quyết về việc chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn dư tại các điểm trên địa bàn tỉnh Nam Định. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường huyện nối từ đê Tả Đáy đến đường 75B huyện Ý Yên. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Tân Khánh - Liên Bảo huyện Vụ Bản. Nghị quyết về phân cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nam Định. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội ở các địa phương. Với tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 thành công tốt đẹp, đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Thưa quý vị, thưa các bạn, 3 ngày diễn ra kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thu hút sự theo dõi của đông đảo cử tri trong tỉnh. Sự tích cực, đổi mới cùng tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã được các cử tri ghi nhận, đánh giá cao. Ghi nhận của phóng viên thời sự về sự quan tâm của cử tri trên địa bàn huyện Ý Yên dành cho ngày cuối của kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với người đứng đầu, các sở ngành và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh qua truyền hình trực tiếp trên kênh NTV, cử tri của xã Yên Khang, huyện Ý Yên đánh giá cao chất lượng của phiên chất vấn. Nhiều vấn đề nóng mà người dân quan tâm, cùng với đó là phần trả lời chất vấn trách nhiệm thẳng thắn của lãnh đạo sở ngành trong tỉnh cho thấy chất lượng phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 11 đã được nâng cao. Qua theo dõi của cái phiên bế mạc Hội đồng Nhân dân tỉnh thì chúng tôi thấy là các đại biểu được giải trình những cái vấn đề lớn của tỉnh và các đại biểu cũng đã trả lời thẳng thắn và rất nghiêm túc những cái vấn đề mà cử tri quan tâm. Tôi thấy là cái không khí của phiên bế mạc là rất là nghiêm túc, sôi nổi và hiệu quả. Chúng tôi là một cử tri của xã Yên Khang, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Thế thì qua các cái bước tiếp xúc cử tri Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì một vấn đề đặt ra đối với cử tri chúng tôi là vấn đề môi trường của địa bàn xã Yên Khang, Yên Bằng và một xã lân cận thì ảnh hưởng của cái nhà máy phân đạm Ninh Bình. Sau khi mà nhà máy phân đạm Ninh Bình là đi vào hoạt động thì cũng gây ô nhiễm môi trường cho cái khu vực địa bàn của mấy xã chúng tôi. Thế thì chúng tôi mong muốn là trong năm tới thì Sở Tài nguyên Môi trường của tỉnh sẽ tạo điều kiện làm sao là hạn chế cái giảm thải cái môi trường của cái ô nhiễm môi trường của cái nhà máy phân đạm ảnh hưởng đến người dân chúng tôi. Thời gian qua, thực hiện chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, người dân xã Yên Khang, huyện Ý Yên đã tham gia tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Riêng thôn Đông Anh đang hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng hành cùng kỳ họp thứ 11 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 trong suốt 3 ngày vừa qua, nhiều cử tri cho rằng đây là kỳ họp đã diễn ra thành công, đảm bảo được mục tiêu đề ra. Các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua đã thể hiện sự tâm huyết, tập trung trí tuệ của đại biểu trong suốt kỳ họp. Với những đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tạo niềm tin không chỉ với nhân dân mà còn là động lực để các cấp, các ngành, các địa phương thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của năm tới. Đó cũng là những mong mỏi gửi gắm của cử tri với kỳ họp lần này. Trong 3 ngày vừa qua thì cử tri chúng tôi đánh giá về cái Hội đồng Nhân dân tỉnh là rất là hiệu quả và người dân chúng tôi là rất là phấn khởi về cái chương trình của Hội đồng
đã đưa ra chính sách của nhà nước là rất là xác thực. Sau kỳ họp lần này, chúng tôi mong muốn những nghị quyết đã được thông qua sớm đưa vào cuộc sống. Kỳ họp cuối năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã khép lại. Đông đảo người dân tin tưởng tinh thần chủ động, nỗ lực của các ngành, các địa phương sẽ đem lại bước phát triển mới cho tỉnh Nam Định trong năm 2020. Cử tri Ý Yên nói riêng, cử tri toàn tỉnh nói chung sẽ luôn đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong các phong trào thi đua yêu nước, góp sức xây dựng quê hương Nam Định ngày càng khởi sắc. Sự kiện trong tuần, ông Bùi Trung Kiên, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, trao đổi về kết quả của kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ hiệu quả, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp. Qua xem xét, thảo luận, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 21 nghị quyết thuộc các lĩnh vực tài chính, đầu tư công, quy hoạch, đất đai, nội vụ, y tế. Chương trình sự kiện trong tuần hôm nay, ông Bùi Trung Kiên, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định về kết quả của kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Vâng, xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Thưa ông, là kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay đã thành công tốt đẹp. Xin ông cho biết khái quát về những nội dung và kết quả của kỳ họp lần này. Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương, thì trong 3 ngày vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 với khối lượng công việc tương đối lớn và có nhiều nội dung quan trọng. Kỳ họp đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Và năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các cái mục tiêu của nhiệm kỳ. Do vậy thì các đại biểu Hội đồng tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá khách quan cái kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và thống nhất những cái chỉ tiêu và những cái giải pháp cụ thể để thực hiện tốt cái nhiệm vụ trong năm 2020. Thứ hai là tại kỳ họp, Hội đồng tỉnh đã xem xét báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của Ủy ban tỉnh và qua đó thì cho thấy là cơ bản các cái ý kiến kiến nghị của cử tri toàn tỉnh đã được Ủy ban tỉnh nghiêm túc tiếp thu và giải quyết dứt điểm. Còn một số cái nội dung đang trong quá trình triển khai thực hiện, do là cái quá trình thực hiện phải có những cái lộ trình bước đi. Thứ ba là tại kỳ họp thì Hội đồng tỉnh đã xem xét các cái báo cáo và tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Các đại biểu dự kỳ họp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến vào các cái dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Và tại kỳ họp thì Hội đồng tỉnh đã thống nhất và biểu quyết thông qua 21 nghị quyết. Thưa ông, là nội dung được cử tri toàn tỉnh quan tâm đó chính là cái phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Vậy xin ông cho biết rõ hơn về cái hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần này. Cái hoạt động chất vấn tại kỳ họp của Hội đồng tỉnh thì được quan tâm, nâng cao chất lượng. Các cái vấn đề chất vấn thì ngày càng phong phú về nội dung và bám sát cái tình hình thực tiễn của cuộc sống. Tại kỳ họp thứ 11 thì phiên chất vấn được tổ chức với 7 vấn đề, trong đấy có những cái nội dung có thể nói là nóng mà người dân rất là và cử tri rất là quan tâm, như là các vấn đề liên quan đến dịch tả lợn châu Phi, về vấn đề bảo vệ môi trường tại các cái làng nghề, khu cụm công nghiệp và vấn đề thu gom xử lý rác thải tại địa bàn nông thôn, tiến độ triển khai thực hiện một số cái dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, về vấn đề an toàn vệ sinh lao động tại các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thì tại cái phiên chất vấn của kỳ họp ấy thì các cái thủ trưởng của các sở ban ngành đã nghiêm túc trả lời và giải trình rõ những cái nội dung tại các cái câu hỏi chất vấn, nêu rõ những cái trách nhiệm của ngành và những nguyên nhân và đặc biệt là những cái giải pháp để khắc phục những cái tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước của ngành trong thời gian tới. Và
kết thúc cái phiên chất vấn thì sau này thì Thường trực Hội đồng tỉnh sẽ ban hành cái thông báo về kết luận phiên chất vấn, và trên cơ sở đó thì Thường trực Hội đồng tỉnh và các đại biểu Hội đồng tỉnh sẽ tổ chức giám sát cái việc thực hiện các cái giải pháp mà thủ trưởng các sở ngành đã nêu ra tại phiên chất vấn. Thưa ông, là kỳ họp thứ 11 Hội đồng dân tỉnh khóa 18 đã quyết định các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020. Đây được coi là nội dung quan trọng quyết định đến cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh. Trong đó có những chỉ tiêu khó như tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt 95%. Vậy thì việc giám sát sau kỳ họp sẽ được thực hiện như thế nào để góp phần đưa tỉnh ta hoàn thành tất cả các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, thưa ông? Theo báo cáo của Ủy ban tỉnh thì năm 2019, cái chỉ tiêu người dân nông thôn sử dụng nước sạch ước đạt là 75,6%, và kế hoạch trong năm 2020 thì phấn đấu là đạt 95%. Đây là một cái chỉ tiêu rất cao, đòi hỏi các cấp chính quyền phải nỗ lực trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện để có thể đạt được cái chỉ tiêu này. Ủy ban nhân tỉnh cũng đã triển khai các cái giải pháp đồng bộ như là tiếp tục đẩy mạnh cái chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực cấp nước sạch, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc tiến độ các cái dự án đã được cấp phép. Và hiện nay thì có một vấn đề, đó là tại một số cái địa phương mà đã có nước sạch ấy, thì cái tỷ lệ người dân tham gia sử dụng nước sạch ấy, thì lại rất thấp. Đây là cái vấn đề nó rất mâu thuẫn, nó sẽ tạo cái khó khăn cho cái công tác đầu tư của các nhà đầu tư về cái lĩnh vực xây dựng các cái nhà máy nước sạch, và nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống cũng như là cái sức khỏe của người dân. Do vậy thì các cấp chính quyền địa phương cần phải tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước sạch. Đối với Hội đồng dân thì cùng với cái việc là giám sát thực hiện, triển khai thực hiện các cái nghị quyết của Hội đồng dân thì Thường trực Hội đồng dân tỉnh sẽ xem xét và giám sát về cái công tác xây dựng và triển khai các cái dự án cấp nước sạch nông thôn. Qua đó thì sẽ có những cái kiến nghị, những cái giải pháp cụ thể đối với Hội đồng nhân dân, với Ủy ban nhân dân tỉnh về một số những cái giải pháp cụ thể để có thể thực hiện tốt được cái chỉ tiêu này. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông vì những chia sẻ vừa rồi. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 11 tháng năm 2019 của huyện Vụ Bản ước đạt 3.660 tỷ đồng. Xã Minh Tân thực hiện các biện pháp chăm bón để những diện tích trồng hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng 11 năm 2019 của huyện Vụ Bản ước đạt 360 tỷ đồng. Tổng giá trị 11 tháng ước đạt 3.660 tỷ đồng, đạt 91,04% kế hoạch năm. Theo đó, tổng chi ngân sách nhà nước huyện Vụ Bản thực hiện trong 11 tháng gần 511 tỷ đồng, đạt 121% dự toán. Trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản là hơn 95 tỷ đồng, chi thường xuyên gần 316 tỷ đồng, chi chuyển giao ngân sách và chi khác trên 100 tỷ đồng. Những tháng còn lại của năm 2019, huyện Vụ Bản tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào nhóm hàng hóa phục vụ Tết và kinh doanh có điều kiện. Về nông nghiệp, huyện đông đốc các xã, thị trấn tập trung chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch cây vụ đông đến kỳ, tiếp tục trồng quay vòng cây màu ngắn ngày, rà soát kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2020, đẩy nhanh tiến độ cây lật đất để tăng diện tích đất để ải, triển khai đăng ký giống, vật tư nông nghiệp cho sản xuất vụ xuân năm 2020, đảm bảo đúng thời vụ, cơ cấu cây trồng, tăng cường công tác quản lý giám sát, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp dịch bệnh phát sinh, không để lây lan diện rộng, chủ động phòng chống rét, tiếp tục chỉ đạo công tác tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi. Đôn đốc các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao và mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân rà soát đăng ký các sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc hiện có 600 hộ phát triển nghề trồng hoa với tổng diện tích 200 ha, chủ yếu tập trung ở các thôn Hồng Hà 1, Hồng Hà 2 và Bình Dân. Thời điểm này, các hộ đang tích cực thực hiện các biện pháp chăm bón để cây hoa nở vào đúng dịp Tết Nguyên đán 2020. Do thời tiết năm nay tương đối thuận lợi nên các loại hoa, đặc biệt là hoa cúc trên địa bàn xã Mỹ Tân phát triển tương đối đồng đều. Tại thời điểm hiện nay, hoa cúc có giá dao động từ 1.800 đồng đến 2.000 đồng một bông.
Giá một sào cúc giống trồng cho hoa vào dịp Tết khoảng từ 6 triệu đến 7 triệu đồng một sào. Bên cạnh hoa cúc, những năm gần đây, người dân xã Mỹ Tân đã đưa nhiều giống hoa mới vào trồng như hoa ly, hoa lay dơn, hoa cát tường, hồng tỉ muội, hoa lo kèn, v.v. nhằm hướng đến sản xuất hàng hóa. Để nâng cao thu nhập, khoảng gần 500 hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lắp đặt hệ thống tưới nước tự động, hệ thống điện thắp sáng, xây dựng kho lạnh để bảo quản hoa, đảm bảo yêu cầu và cung ứng ra thị trường đúng vào các dịp lễ Tết. Hiệu quả cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng hoa truyền thống. Bên cạnh đó, xã Mỹ Tân cũng đang tích cực mở rộng thị trường, tạo điểm giao dịch hoa ngay trên địa bàn xã nhằm thu hút và tìm kiếm các công ty doanh nghiệp thu mua hoa ổn định, hướng đến xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ hoa cho người dân. Trong 11 tháng năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 23 vụ cháy và một vụ nổ, làm một người chết, 4 người bị thương. Xuân Trường thực hiện các giải pháp nhằm đạt chỉ tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình. Trong 11 tháng năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 23 vụ cháy và một vụ nổ, làm một người chết, 4 người bị thương. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 600 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ cháy giảm 25 vụ, giảm 3 người chết, giảm 5 người bị thương. Hiện nay, thời tiết đang trong giai đoạn hanh khô và cận kề Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, nên nguy cơ xảy ra cháy nổ rất lớn khi mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Các cơ sở sản xuất kinh doanh đều tập trung tăng ca, tích trữ nhiều hàng hóa. Tình trạng buôn bán vận chuyển xăng dầu, khí ga vật tư dễ cháy diễn ra phổ biến. Theo kế hoạch, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chủ trì phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an cơ sở tập trung triển khai thực hiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, nhà ở của hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà cho thuê. Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh tế quan trọng, hộ sản xuất kinh doanh, các khu cụm công nghiệp, làng nghề, doanh nghiệp tư nhân, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, khu vui chơi giải trí, các tuyến đường trọng điểm, một số phương tiện giao thông cơ giới. Qua đó chủ động phát hiện, yêu cầu khắc phục ngay những sơ hở thiếu sót và xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp địa phương tiếp tục huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, thực tập các phương án chữa cháy, bổ sung phương tiện thiết bị cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở. Lực lượng dân phòng để có đủ khả năng dập tắt các vụ cháy ngay từ ban đầu, không để xảy ra cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế xã hội. Bám sát các mục tiêu giải pháp của chiến lược dân số sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch hành động của tỉnh. Thời gian qua, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Xuân Trường đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phù hợp, đảm bảo đạt chỉ tiêu công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Huyện Xuân Trường hiện có gần 15 vạn dân, trong đó có 46.110 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Để nâng cao hiệu quả công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trong thời kỳ mới, với mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, hạn chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh hợp lý. Thời gian qua, huyện Xuân Trường đẩy mạnh tuyên truyền pháp lệnh dân số sửa đổi, chính sách pháp luật của nhà nước về dân số kế hoạch hóa gia đình, chuyển đổi nhận thức và hành vi về dân số kế hoạch hóa gia đình trong nhân dân. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, đề cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh, người cao tuổi. Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật tránh thai đảm bảo an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng có nhu cầu. Triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông, giáo dục với nội dung, hình thức và cách tiếp cận phù hợp với từng nhóm đối tượng. Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn huyện có 1.586 trẻ được sinh ra, tăng 20 trẻ so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, có 177 trẻ là con thứ ba trở lên, tăng 4 cháu so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ số giới tính khi sinh của huyện ở mức 113 bé trai trên 100 bé gái, thấp hơn so với tỷ số giới tính khai sinh toàn tỉnh là 115,5 bé trai trên 100 bé gái. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Toàn bộ nội dung chương trình, quý vị và các bạn có thể theo dõi lại trên website namdinhtv.vn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.